Hôm nay là em giăng dây chạy điện, mà bây giờ em chạy này là em chạy lần hai rồi, nên là em phải chạy bóng thôi. Nếu mà em chạy bóng chiếc thì em sợ nóng ra. Cái mùa này ấy là gió, vừa gió mà vừa lạnh nữa, nên là bóng chiếc là em làm em sợ nó gãy, nên là em phải làm bóng đôi. Em chạy trụ hai bóng. Hôm nay là em giăng dây chạy điện, mà em chạy lần này nữa là lần nước hai rồi. Mà bây giờ em chạy một bóng thì em sợ nó yếu điện quá, nó không ra. Mùa này là vừa gió mà vừa lạnh nữa, nên em chạy được phải chạy bóng đôi. Nên là làm thanh long này thời tiết nó thay đổi nhiều, mình cũng không biết đâu mà mình canh thời tiết nữa.